Wow, chiếc bánh đẹp thật đấy. Tớ đã sẵn sàng để chọn đồ trang trí cho mình rồi. Wow, những con sâu kẹo dẻo thật là tuyệt vời. Mila, hãy nhìn xem có bao nhiêu này. Bây giờ, đến lượt cậu quay bánh xe rồi đấy. Tớ sợ sẽ nhận được cái gì đó kém ngon hơn, tớ biết mà. Ôi, tớ biết ngay mà. Những con sâu thật là đáng kinh tởm. Trời ơi, trông chúng thật là đáng sợ. Tớ sẽ không đặt nó lên trên bánh của tớ đâu. Ôi, cậu vẫn phải làm thôi, dù muốn hay không, cậu vẫn phải làm. Tớ sẽ nhắm mắt lại để tớ không nhìn thấy nó. Mẹ ơi, nó di chuyển kìa, thật là kinh khủng. Tại sao lại ít vậy? Cậu phải cho mọi thứ vào chứ. Tớ không nghĩ bạn lại tàn nhẫn như vậy đâu Kate. Tớ đã coi bạn là bạn rồi đấy. Ôi, không phải là cảnh đẹp nhất, nhưng đó không phải lỗi của tớ, đó là quy tắc mà. Tớ không muốn cho nó vào miệng. Nhưng con sâu này sẽ di chuyển, tớ chắc chắn sẽ không sót đâu. Ôi, thật là kinh tởm. Cần phải ăn gấp để không thể nào mà thấy vụi này nữa. Trời ơi, vẫn là kinh tởm. Nó ướt đẫm mùi vị của những con sâu. Ôi, có vẻ như có thứ gì đó đang bò lên mặt tớ. Ôi, không, không. Ôi, trời ạ, lại sâu, sợ quá. Ôi, trời ạ, sao nó lại chui được vào tóc tớ. Ôi. Ôi, cậu có thể cẩn thận hơn không? Con sâu này suýt thì bay vào người tớ rồi. Thật tốt khi cậu đã ăn hết nó. Và bây giờ chỉ còn lại những con sâu kẹo dẻo của tớ thôi. Không còn cách trang trí nào tốt hơn. Tớ chắc chắn rằng nó sẽ không chỉ trang trí cho bánh của tớ rất đẹp, mà còn nó làm ngon rất nhiều. Nhìn nó đáng yêu làm sao. Ôi, trông đẹp thật đấy, tớ rất muốn thử. Ôi, nó ngon thật đấy. Ôi, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Tớ đã sẵn sàng ăn hết một chiếc bánh trong một lần. Không có sự kết hợp nào tốt hơn. Kate, cậu có thể chia sẻ với tớ được không? Cho tớ một mảnh thôi được. Đi mà. Cậu đang làm gì vậy? Trời ạ, đừng có mong như vậy. Tớ biết ngay là cậu sẽ nói thế mà. Không sao, bây giờ tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. Đây là một cuộc tấn công sao? Tớ có thể bảo vệ chiếc bánh của mình mà. Hãy xem ai là người mạnh hơn nhá. Tớ bảo vệ mình đi. Cậu mới là người bảo vệ đi. Tớ sẽ tấn công. Wow, đây là một cú đấm. Cậu tốt thật đấy. Với chiếc bánh tớ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Tớ thua rồi. Tớ sẽ không thể nếm được bánh. Tớ sẽ ghi nhớ điều này. Tớ có một kế hoạch mà. Ê, cậu đang làm gì vậy Mila? Đấy, bây giờ hoàn toàn chiếc bánh này là của tớ. Thôi được rồi. Đồ bẩn thỉu. Tớ đã sẵn sàng quay bánh xe đầu tiên một lần nữa rồi. Ôi không, tớ bị thổi bay đi mất bây giờ. Một cơn gió thật là mạnh. Ôi không, không thể nào. Đó là ớt. Cuối cùng cậu sẽ nhận được một cái gì đó cay mà không phải là ngọt. Hãy xem cậu sẽ xử lý nó như nào nhé. Tớ chắc chắn may mắn sẽ đứng về phía tớ lần này. Ôi, cậu có mắt kẹo dẻo kìa. Thật là không công bằng. Tại sao? Mọi thứ đều rất công bằng. Do số phận quyết định thôi mà. Nhìn cái bánh kem của tớ đẹp lắm sao. Ôi trời ơi, đây là sự kết hợp tuyệt vời nhất vào các hương vị mà tớ sẽ nhớ mãi chiếc bánh này luôn. Tớ cũng muốn thử nó. Gì nữa? Cậu đã không chia sẻ với tớ. Tớ cũng sẽ không chia sẻ với cậu. Ôi, cậu điên à. Suýt làm tớ thương. Nhưng bây giờ cậu chắc chắn sẽ không sấn sang bánh của tớ nữa. Và tại sao tớ cần cái dĩa này? Tớ sẽ ăn bằng tay của mình. Như này nó ngon hơn rất nhiều. Và ngoài ra có thể đưa rất nhiều thứ vào miệng cùng một lúc mà. Tớ tưởng tượng nó ngon như nào. Ôi, không phải là chiếc bánh mà là một giấc mơ ngọt ngào. Cậu đã nói đúng. Nhưng có một nhược điểm, nó kết thúc quá nhanh. Chỉ còn lại mắt kẹo dẻo thôi. Nếu ném nó lên và bắt bằng miệng thì sao? Ôi không, tớ trượt mất rồi. Tớ không hiểu tại sao nó xảy ra như vậy. Ôi, trời ạ, tớ được ăn rồi, cuối cùng thử được mứt cam. Bây giờ thì ăn bánh ớt của cậu đi. Cảm ơn đã nhắc tớ. Trời ạ. Được rồi, bắt đầu với phần trang trí vậy. Nhân tiện hóa ra trông khá là đẹp. Nhìn màu kết hợp với nhau rất là tốt luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem vị bánh của cậu như thế nào nhé. Tớ thực sự không muốn làm điều này đâu. Có vẻ như tớ không còn nơi nào để đi nữa, cần phải thử nó thôi. Tớ đã cảm thấy cay rồi đấy. Ôi không, tớ không thích ớt một chút nào. Ê, tại sao lại ít vậy? Lấy nhiều miếng cùng một lúc đi chứ. Cậu sẽ thấy đấy, không có gì tốt đẹp đến với nó đâu. Đừng có cố làm tớ thương hại cậu. Hãy ăn đến cùng đi. Xong rồi, hy vọng cậu đang hạnh phúc nhá. Ôi không, có vẻ như bây giờ sắp bốc cháy rồi. Mẹ ơi, con cháy. Có vẻ như tớ đã quá liều. Lẽ ra tớ không nên bắt cậu ăn hết. Cố lên Kate, tớ sẽ đổ nước vào cậu. Ôi,
May quá, cảm ơn cậu. Đến lượt tớ quay bánh xe trước nhé. Cây xương rồng. Trời ạ. Ôi nhưng nó có gai mà, làm nào để tớ ăn được nó bây giờ? Chờ đã, theo tớ đây là một sai lầm. Bánh xe đã dừng lại ở trên khoai tây chiên mà. Được rồi, tớ không thành công rồi. Đúng vậy, đừng có lừa tớ. Bây giờ tớ sẽ khoe bánh xe nhé. Trực giác cho tớ biết rằng tớ sẽ nhận được một cái gì đó ngon. Kẹo cao su, bản năng của tớ đã không làm tớ thất vọng. Wow, nhiều thật đấy. Cậu có thể cho tớ một cái được không? Không, tất nhiên là không rồi, tớ muốn tự ăn mọi thứ. Tớ nghĩ nếu kết hợp các màu sắc với nhau, nó sẽ trở nên đẹp và tươi sáng hơn. Ôi, có mùi hấp dẫn làm sao, tớ khó có thể kiềm chế được bản thân rồi. Hóa ra là trông rất tuyệt. Tớ rất thích có chiếc bánh như thế này. Không nhất thiết phải dùng kẹo hết kẹo cao su để trang trí đâu. Có một cái gì đó có thể ăn được mà. Ừ, cậu nói đúng. Nhìn này, tớ làm được một hình trái tim. Wow, nhìn dễ thương thật đấy. Tớ nghĩ đây là bộ phận cuối cùng có thể làm hoàn hảo bộ trang trí của tớ. Ôi, cậu thiên tài. Là mù nhà trang trí tuyệt vời. Cảm ơn cậu. Cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất đã đến rồi. Tớ có thể thử nó. Ôi, tớ chắc chắn là nó rất ngon. Ừ đúng rồi, cậu có thể đúng 100%. Tớ sẽ không dừng lại cho gì khi tớ ăn hết đâu. Kết, nhưng cậu bẩn hết cả rồi kìa. Cách xử của cậu đâu rồi? Thừa nhận đi, cậu chỉ ghen với tớ thôi. Ôi, tớ hoàn toàn quên mất, đây là kẹo cao su có thể bong bóng mà. Cậu có thể dừng lại được không? Bong bóng này làm tớ sợ lắm, nó rất là lớn. Thôi được rồi, tớ phải chấm dứt chuyện này thôi. Xin lỗi nhá. Cậu đã làm gì vậy Mila? Vì cậu mà bây giờ mặt tớ đầy kẹo cao su này, thật là quá đáng. Đó là lỗi của cậu mà, tớ đã yêu cầu cậu dừng lại. Ôi không, ai? Cây xương rồng sắc làm sao? Tớ không thể ăn được nó. Hãy nghĩ ra một cái gì đó đi, đó là vấn đề của cậu mà. Tớ có một ý tưởng, tớ sẽ cố gắng đưa nó vào cuộc sống. Không, tớ sợ kéo này không vừa. Cần phải một cái gì đó nhỏ hơn. Cái này cũng quá lớn. Nhưng mà cái này thì là đúng luôn. Ôi, đã đến lúc phải cắt tóc cho cây xương rồng mình rồi. Cái gai này rõ ràng không phù hợp với nó. À, đây là kế hoạch của cậu hay sao? Hay đấy, cảm ơn. Hy vọng bây giờ tớ có thể ăn cây xương rồng của mình mà không bị thương. Nhưng mà tại sao lại lâu thế? Tớ buồn ngủ lắm rồi. Ê, dậy đi. Cậu cho phép mình làm gì vậy? Đau quá. Hãy trang trí bánh của cậu nhanh lên và ăn đi. Tớ nghĩ ra rồi, cần phải trà cây xương rồng của tớ lên trên một cái ván sắt. Sau đó như này nó sẽ thuận tiện hơn để sử dụng rồi. Hãy nhìn xem cái lớp nó như thế nào. Trông rất là tuyệt đấy. Mừng cho cậu, đến lúc phải tìm hiểu xem là cậu sẽ có vị gì rồi. Cây xương rồng hơi đắng, nhưng mà cũng không tệ. Ồ, đó thật tuyệt. Xin chào tất cả mọi người. Ồ, wow. Kem tuyệt quá, tớ cũng muốn. Còn đó là ai vậy? Xin chào người đẹp, cậu có khỏe không? Wow, đẹp trai quá. Ê, cậu bị đóng băng cái gì vậy? Tuyệt, tôi nghĩ đây là lý do tuyệt vời để ăn kem của cậu ở đấy. Ê, cậu không thể xấu hổ sao? Nó là của tớ mà. Oh wow, trời ạ, kem là của tớ sao? Tuyệt quá. Vì vậy á, như thế là xấu ăn cắp của người khác hay nhá. Ôi, nó rất ngon. Trời ơi, ai đã làm cái này đây? Tại sao lại á, lại như vậy? Này nhá, tớ sẽ dạy cho các bạn một bài học. Các bạn đã cứ đợi đấy. Mình nghĩ nên xem bên trong có gì. Ừ, tớ đồng ý. Hết rồi sao? Một cái á, cho người ba người. Ừ, không đủ, làm sao bây giờ nhở? Ok. Ồ, tớ nghĩ là tớ biết phải làm gì rồi. Đã đến lúc phải rút thẻ rồi. Trời ơi, tớ thậm chí cũng không được thử bánh quy. Ừ, hơi xui xẻo rồi. Trước khi tớ làm điều đó nhanh chóng. Không, cậu ơi, sẽ không làm trà vào bánh của chúng tớ đâu. Bây giờ tớ sẽ rút thẻ. Tớ sẽ được cắn nó, tuyệt vời. Vậy là tớ sẽ phải liếm nó sao? Nhưng mà tớ muốn ăn nó cơ. Chỉ có tớ hôm nay may mắn thôi. Mặc dù tớ có một ý tưởng này rồi. Samantha, tớ sẽ là người đi trước nhá. Ừ, ok. Cậu sẽ không được ăn nó đâu mà. Tớ sẽ không được ăn nó. Nhưng mà tớ sẽ liếm phần ngon nhất. Đó là phần nhân. Cái gì? Trời ơi, cậu không để lại cho tớ sao?
đừng lo, dành riêng cho cậu á, tớ đã chuẩn bị nước dãi rồi. Đấy, nhận lấy đi, chúc cậu ăn ngon miệng nhá. Nước miếng của tớ còn rất là tốt đấy chứ. Eo ơi, thật là một cơn ác mộng ghê thởm quá đi mất. Eo ơi, trời ơi, như kiểu tớ bị chó liếm vậy. Ê, còn tớ thì sao? Eo ơi, thật là ghê tởm. Tớ đến lúc phải mở rồi. Lần này tớ làm được không? Chúng ta hãy cùng xem có gì ở đấy nhá. Ôi, có vẻ như là ăn đòn no rồi. Có lẽ là nó là sô-cô-la thì sao? Chúng ta có thể thử mà. Ai không, 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 không phải sô-cô-la đâu, quá đi mất. Trời ạ, nó lại là con thật nữa chứ. Thật là ghê tởm. Đây là một cái gai mà. Đây, tớ có một cái này rồi. Bây giờ chúng sẽ giúp cậu thôi. Cảm ơn nha Jack, cậu là một người đàn ông thực sự. Tớ đến lúc phải rút thẻ rồi. Mong là không được. Ôi trời ạ, may quá, tớ không phải làm gì cả. Còn tớ sẽ phải liếm nó sao? Còn tớ phải cắn, trời ơi thật là kinh tởm. Ừ, không may mắn rồi. Trời ạ, bây giờ cậu hãy thử đi. Không, tớ không thử đâu. Cậu phải thử. Ôi trời ạ, nhưng những đứa trẻ vậy. Cái này là của cậu, không phải của cậu. Thôi đủ rồi, trời ơi. Có lẽ các bạn hãy hoàn tù tí đi. Ừ, ý tưởng đấy chứ. Hoàn tù tí. Ha, trời ạ, tớ thắng rồi. Nào Jack, cậu là người đầu tiên liếm thứ kinh tởm này. Thôi ít nhất là công bằng rồi. Ấy, đau quá, trời ơi. Ôi không. Cố lên. Trời ạ, tớ chỉ đùa thôi. Lưỡi tớ thực sự là không sao. Trò đùa ngu ngốc. Bây giờ cậu sẽ phải liếm cây xương rồng thật rồi đấy. Chính xác. Tớ sẽ thử cái này. Bây giờ tớ sẽ không mạo hiểm đâu. Tớ có ý tưởng cách làm như thế nào cho cây rồng trở nên vô hại luôn. Đấy, như này thì nó sẽ không cắn được. Ai đau quá. Trời ạ, bay hết vào người tớ rồi đấy này. Ôi, người tớ đầy gai. Đấy, nhưng mà tớ có thể liếm nó như bình thường. Còn cậu có thể cắn nó. Nào, bây giờ tớ sẽ thử. Eo ơi, trời ạ. Eo ơi, cái này ghê thật đấy. Eo ơi, cái này ghê quá. Trời ơi, tại sao lại vào người tớ? Trời ơi. Cái này không phải tớ đâu nhá. Tại cậu ấy hết đấy. Ôi, có cái mùi gì vậy? Hey. Có vẻ như mùi phát ra dưới nắp. Chúng ta cần tìm hiểu xem có gì. Ok. Ôi không, đây chính là điều tớ sợ. Đây là con cá mà. Eo ơi, ghê tởm. Cá đáng ghét. Nhưng mà không ai hủy thẻ đâu. Trời ơi, tớ phải liếm nó sao? Mano, tớ không phải làm gì cả, tớ may mắn rồi. Cái gì vậy, đau thế? Thôi không sao. Vậy thì tớ sẽ phải cắn nó sao? Không, không, tớ không làm được đâu. Cậu phải làm thôi. Cái này khó hơn tớ nghĩ đấy. Trời ơi, sợ quá. Nhưng mà tớ có thể làm được. Thêm một phút nữa thôi. Trời ơi, chúng tớ không đợi nữa đâu. Đây, để tớ giúp cậu nhá. Đấy, trời ơi, trông buồn cười thật đấy. Eo ơi, ghê quá, ghê quá. Ơi, tại sao cậu lại làm thế chứ? Đấy, bây giờ thì ăn con cá của cậu đi. Trời ơi, cậu làm cái gì vậy? Ghê quá đi mất. Ôi trời ơi, ghê thật đấy. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết đâu nhá. Cậu có cả một đống rồi đây này. Ôi thôi bỏ ra đi. Ai, trời ơi đau quá. Tại sao cậu lại làm vậy? Nào mở ra nhá. Nào bắt đầu thôi. Oh wow, trời ạ, một chiếc bánh thật là tuyệt vời. Tớ cũng muốn ăn nó. Nhưng mà vẫn còn rất là sớm. Chúng ta còn phải rút thẻ đã. Tớ đang chuẩn bị rồi. Đây nhá. Tuyệt lắm. Ồ, tớ được liếm, tuyệt vời. Yeah, tớ được cắn. Còn tớ thì không được làm gì sao?
Ê, tại sao tớ lại phải mệt mỏi như thế? Tớ cũng sẽ thử nó. Ôi, trời ơi, ngon quá đi mất. Trời ơi, tớ có thể ăn cái bánh này mãi mãi luôn. Này nhá, cậu bỏ cái tay ra đi. Cái này là thử thách. Trời ơi, tham lam, cậu có thể chia sẻ mà. Tớ một mình đã thấy mệt lắm rồi. Trời ơi, cậu định ăn hết sao? Ôi, ngon thật đấy. Đủ rồi. Trời ạ. What? Ê, cậu làm cái gì vậy? Ồ, bánh vẫn còn trên mũi nè, tuyệt. Trời ơi, cậu đã nói đúng. Bánh thực sự rất là ngon luôn ý. Ê, Samantha, cậu có thể cho chúng tớ ăn được không? Cái gì nữa? Trời ơi, cái này là bánh của tớ mà. À, vậy thì cậu nhận lấy đi. Trời ơi, cậu đang làm cái gì vậy? Tớ bây giờ sẽ cho cậu ăn đòn đấy. Thôi đủ rồi. Bây giờ cậu sẽ ăn nhận đủ thôi. Này nhá, ai bảo cậu làm thế? Không bị rồi, không bị rồi. Ê, cậu điên rồi sao? Ôi, tớ thấy tuyệt lắm mà. Ôi, không biết là bên trong có gì nhờ. Ôi, hình như là cái này không ngon rồi. Ôi, cái này ghê quá đi mất, tởm quá. Ôi, kinh quá. Trời ơi, tớ cũng phải cắn nó. Yeah, tớ may mắn rồi. Cớ thì sao? Ok. Ôi, thôi được rồi á, liếm nó thì sẽ không đỡ thế nào. Ôi, cái này á, thực sự á, không tệ đâu. Còn nếu mà bỏ cái này ra thì sao? Eo ơi, ghê quá đi mất. Ngửi thấy mùi rồi, ghê quá, nôn mất. Nào, bây giờ thì đến lượt cậu. Ôi không, tớ sẽ không làm được đâu. Cái này ghê lắm. Ôi, nhưng mà cậu vẫn phải làm thôi. Ê, tại sao tớ lại không may mắn thôi chứ? Ôi, ghê quá đi mất. Ôi, cuối cùng thì cũng có mùi thơm rồi. Ừ, này đúng người đấy. Ôi, các bạn vui mừng sống quá, tôi thấy tệ quá. Ôi không, lại là cái đó sao, kinh quá. Trời ơi, làm sao bây giờ? Ui, tớ không làm gì đâu nhá. Nào, chúng ta cùng xem nhá. Ôi trời ạ, húp húp ba, thật là tuyệt vời. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng chia này nhá. Bây giờ sẽ có gì đây? Ôi trời ạ, tớ không được làm gì sao? Còn tớ thì vẫn được làm này, thật là tuyệt vời. Ôi liếm sao? Trời ạ, cái này phải nhai chứ. Này, nhận này đi, cậu sẽ là người đầu tiên. Tuyệt, mong là nó sẽ rất là ngon đây. Nào bây giờ cùng thử xem như thế nào nhá. Nhưng mà tại sao tớ lại phải mệt mỏi? Tớ có thể liếm hết mà. Như này thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Ôi, cậu sẽ làm hỏng nó mất. Có lẽ là cậu có thể làm này sao? Trời ơi, bây giờ cái này ghê quá đi mất. Thôi, tớ sẽ không ăn nó đâu, kinh lắm. Eo ơi. Trời ơi, tại sao tớ lại phải vạ lây chứ? Ghê quá đi mất, bây giờ thì không ai ăn được nữa đâu. Wow, có bao nhiêu là Twix này? Nhiều sao? Cậu may mắn thôi, nhưng tớ chỉ có một thanh sô-cô-la. Ê, hãy cẩn thận với giấy gói kẹo của cậu đi. Còn cậu thì đừng có hét tớ. Và bây giờ tớ sẽ cắt vào cậu bằng cưa ấy. Ê, không, đừng. Thôi được rồi, đừng có hét. Nó không dành cho cậu đâu, mà dành cho sô-cô-la của tớ. Chính xác hơn là cho hai viên sô-cô-la của tớ. Tớ quên rằng có hai cây gậy Twix đây này. Quên? Cậu có quên rằng sô-cô-la bay khắp nơi khi cưa nó không? Thay vì trách mắng, có lẽ cậu có thể mừng cho tớ. Vì vậy, tớ chỉ có một thanh sô-cô-la thôi. Còn của bạn có rất là nhiều.
Nếu các bạn đã ăn tất cả mọi thứ, nên đến lúc tớ bắt đầu với những đứa con của mình rồi. Đầu tiên cần phải loại bỏ giấy gói. Tớ đã nói từ tất cả các giấy gói. Bây giờ thì có thể ăn được rồi đấy. Tớ rất là yêu Twix, chúng rất là ngon, đặc biệt là khi có rất là nhiều. Tớ có một ý tưởng, tại sao tớ phải ăn sô-cô-la khô? Mặc dù là rất là ngon, nếu tớ có thể nhúng nó vào sữa. Cậu đang đùa tớ ra, tại sao mọi thứ đều bay vào tớ vậy? Thôi, đừng có mà khóc nữa. Tớ thơ hãy xem sữa thông thường biến thành sô-cô-la như thế nào. Các bạn chắc chắn chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì giống như vậy đâu. Cậu có thể ăn và uống thức ăn ngon. Ồ, tớ thấy cậu gần như đã hoàn thành rồi đấy. Vì vậy, bây giờ đến lúc tớ ăn sô-cô-la rồi. Bây giờ tớ sẽ thổi tất cả các gói ra đi. Sao, có được không? Nhìn rất là tuyệt vời phải không? Nhưng mà đó chưa phải tất cả đâu. Đến lúc phải bắt đầu xây dự án rất là quan trọng rồi. Tất cả những loại sô-cô-la này đều là vật liệu xây dựng rất là chắc chắn và ngon. Và Nutella sẽ kết dính mọi thứ lại với nhau. Nó sẽ là bổ sung hương vị tuyệt vời cho sô-cô-la và lý tưởng nhất để dán cái này vào. Bắt tay vào xây dựng thôi. Tuyệt quá. Nhìn xem tớ có thể làm được gì đây này. Đây là tháp sô-cô-la đầu tiên trên thế giới. Và nó sẽ chạm tới những đám mây. Ôi, tớ không thể nào mà không có thang mà không làm được. Ôi, tớ không biết. Tớ sẽ là một người xây dựng tuyệt vời như vậy. Cậu biết đây là cơ hội của chúng ta không? Tất nhiên là tớ hiểu rồi. Chúng ta đang chờ đợi điều gì nữa? Ăn thôi. Lạ thật đấy. Tại sao mọi thứ lại rung chuyển? Ôi, ôi, trời ơi. Kêu. Ôi, hy vọng cô ấy vẫn còn sống. Tại sao bạn lại dám? Đây là sô-cô-la của tớ. Thật tốt là khi tớ đội mũ bảo hiểm, nó đã cứu tớ. Đây là cái gì? Tại sao tớ lại bị kém may mắn như vậy? Tớ chỉ có một con mắt thôi. Và tớ đã chọc thủng nó mất rồi. Ôi, không sao. Nếu cậu cười, tớ sẽ làm bẩn tất cả các bạn. Cẩn thận đấy, mắt rất là dính. Đấy, sao cậu thích không? Trời ạ, à, kinh tổ. Tớ sẽ không lãng phí thời gian đâu, tớ sẽ ăn thôi. Bây giờ tớ sẽ làm một trò đùa rất là thú vị. Tớ sẽ cần nôn sốt cà chua. Tớ nghĩ bạn ấy sẽ tin. Julia nhìn này, bây giờ tớ sẽ móc mắt ra. Cái gì? Mắt đấy, mắt thật đấy. Ê, bỏ nó ra, ngay bây giờ. Ô, cái gì đấy? Tớ nghĩ bạn ấy bị nghẹn kìa. Chúng ta phải cứu bạn ấy thôi. Như này chắc là đỡ đấy. Ôi, những viên sô-cô-la này ngon thật đấy. Tớ sẽ ăn chúng mãi mãi. Hả? Mắt tớ đâu vậy? Eo ơi, sợ quá. Có vẻ như con mắt thực sự giống như thật vậy. Tất nhiên là giống rồi. Một điểm khác biệt là mắt này ngon hơn rất là nhiều. Và có thứ ngon ở bên trong. Nhân đấy. Nhân cậu đang nói đúng không? Vậy thì hãy nhìn tớ đi. Bây giờ đến lượt tớ ăn những viên kẹo này rồi đấy. Có gì đó chưa thiếu một cái. À, thêm một vài đôi mắt nữa. Không, mắt của tớ là của tớ. Tớ sẽ ăn mà không cần kết bạn đâu. Trời à, cho một cái đi. Cậu là người bạn mà, chia sẻ với chúng tớ. Không có gì để chia sẻ cả. Tớ đã ăn hết mọi thứ rồi. Nhìn này, trông giống rồi. Cái gì thế này? Tại sao tớ lại nhìn rõ như vậy? Đó là tất cả vì lòng tham đấy. Chính xác, chính xác. Các bạn đùa tớ sao? Tại sao tớ luôn có ít như vậy? À, còn của tớ thì có rất là nhiều bim bim. Trời ạ, à, cái bim bim kiểu gì vậy? Thậm chí không thể nhấc nó lên bởi vì nó quá nhỏ. Ôi, tại sao bạn lại chui xuống gầm bàn? Còn làm gì nữa? Tớ cần phải ăn nó bằng cách nào đó chứ. Trời ạ, à, tớ sẽ dùng nhíp để giúp đỡ. Ôi, các bạn nên ăn đi, hơn là cười đấy. Thôi dễ dàng, tớ sẽ nhanh chóng ăn gói của mình thôi. Nhưng mà mở nó ra đã. Trời ạ, à, cái gì vậy, tại sao nó khó vậy? À, Peter thật là đáng yêu. Cậu giống như một con gái vậy. Tớ không phải là đứa con gái. Dù sao, có một cách tốt nhất để mở bim bim. Chỉ cần cười cái gói này ra thôi. Đấy, tớ đã nói rồi mà. Để không bị vấy bẩn, hãy để những bim bim tự bay vào miệng tớ. Ôi, nó ngon làm sao. Wow. Ơi. Ôi, tớ không nghĩ một chàng trai có thể bị tổn thương bởi một gói khoai tây chiên đâu. Đến lúc tớ phải ăn bim bim của mình rồi.
Ôi ngon quá, thật là tuyệt vời. Đau quá. Trời à, cậu ngon, tớ thì không ngon. Thế kệ cậu đấy, ý, tớ vẫn còn sống. Hoặc là không. Ôi, Bim Bim ngon thật đấy. Tớ không thể dừng lại được. Điều đó là không thể. Nó quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Coi chừng, đang bắn đấy. Ê trời à, cậu có thể cho tớ mua hiểm. Ở đây không cần mua hiểm. Ở đây cần phá vỡ tất cả các Bim Bim của kẻ háu ăn. Ồ, cậu giỏi thế. Cú đánh hoàn hảo. Cái gì vậy? Giúp tớ ra ngoài với. Ôi không, không phải súp lơ xanh chứ. Súp lơ? Nhưng mà tại sao của tớ chỉ là một cái hạt gì đấy? Vị cũng không ngon lắm đâu. Chính xác. Bây giờ chỉ cần trồng nó thôi. Vậy là tớ sẽ biết nó sẽ phát triển được cái gì. Ê, dừng lại đi. Ê, cậu đổ hết cả mọi người chúng tớ rồi. Ôi, xin lỗi nhé, tớ không cố gắng. Tất cả mồm chúng tớ đầy đất đây này. Thôi, đừng có buồn. Tớ chỉ đang đào một cái hố thôi mà. Trong khi cái này nó đang phát triển, hãy ăn súp lơ xanh của các bạn đi. Ok. Rõ ràng bây giờ đến lượt tớ ăn. Nhưng vấn đề là tớ ghét súp lơ xanh. Ôi, sao nó rất là khó chịu, mùi rất là kinh tởm. Ồ, chưa bao giờ tớ ăn cái gì tệ hơn. Tớ phải uống nó một cái gì đó dễ chịu hơn. Ồ, nước, đưa nó cho tớ đi. Tớ cần nó để cái này phát triển. Hãy nhìn này, nó đang mọc lên rồi. Coca của cậu đã giúp bông hoa của tớ phát triển. Dù cái gì, trên thực tế bây giờ cậu sẽ phải ăn nó thôi. Và đó không phải là hoa mà là súp lơ xanh. Ăn, nhưng mà tớ đã trồng nó mà. Trời ạ, rất là lâu, tớ hy vọng nó ngon. Không, rõ ràng người làm vườn tớ súp lơ xanh quá là kinh khủng. Không thể nào mà ăn được. Ôi, lại còn mặt đầy bụi nữa chứ. Ôi, đừng có cười nữa. Julia, cậu ăn đi. Tớ, nhưng mà nó to quá, tớ không ăn được. Chính xác, tớ có ý kiến này. Hãy nhìn này, ở trên kia có con tàu bay vũ trụ kìa. Ôi trời ạ, ngây thơ. Trong khi các bạn tìm, tớ sẽ vứt nó đi. Thật là khó chịu. À, vậy là cậu quyết định lừa dối chúng tớ đúng không? Thật tốt khi tớ có một cái bát đặc biệt dành cho cậu. Ôi, không ngon. Nhìn này, tớ đã ăn tất cả mọi thứ. Thật là tồi tệ. Ôi, vẫn chưa xong đâu. Đây là những gì cậu ném đi. Hãy nói cảm ơn vì tớ đã bắt được nó nhé. Tớ không muốn ăn nó lắm đâu. Nhưng rõ ràng lại phải ăn rồi. Skittles, hay quá. Nhưng mà tớ muốn nhiều hơn nữa. À, Julie lại có ít nhất rồi kìa. Không chỉ ít hơn. Tớ chỉ có một viên kẹo nhỏ tí. Nhưng mà bạn vui mừng sớm rồi. Tớ có một kế hoạch tuyệt vời. Làm nào tớ có thể tăng nó lên. Để làm điều này tớ cầm một chiếc iPhone bình thường. Chỉ cần phóng to viên kẹo lên. Ồ, hay quá. Bây giờ của tớ lớn hơn. Và chắc chắn sẽ ngon hơn rồi. Ừ, đó là phép thuật. Ôi, ngon thật đấy. Tớ thật là tuyệt vời. Peter, bây giờ đến lượt cậu ăn rồi đấy. Với niềm vui thôi. Nhìn này, bây giờ tớ sẽ bắt tất cả các đồ ngọt bằng miệng của mình. Các bạn đã nhìn thấy cái này bao giờ chưa? Ôi, trời ạ, không trúng. Một tí. Thôi, cậu không bắt được cái gì cả. Thôi được rồi, quên đi, bây giờ tớ sẽ ăn thôi. Tớ sẽ lấy ít nhất một viên kẹo từ cậu được không? Có lẽ lấy màu vàng. Tuy nhiên là không rồi. Không, đây là của tớ. Còn lại phần khó nhất, cho màu gì bây giờ nhở? Ăn kẹo nào trước nhở? Tớ nghĩ tớ cần sự giúp đỡ của cái vòng xoay. Wow. Lấy màu gì? Tớ sẽ xem. Wow. Và tớ sẽ bắt đầu với màu xanh. Wow. Nhân tiện, đây là màu yêu thích nhất của tớ. Vì vậy tớ rất là may mắn đó. Và sau đó tớ sẽ ăn tất cả mọi thứ liên tiếp. Nhưng đồ ngọt này quá ngon. Vậy thì tớ sẽ lấy viên này nhá. Xem có gì nhá. Ồ, nó đang tỏa sáng sao? Ồ, wow. Hãy nhìn xem có một chiếc kẹo lớn thế nào. Nó rất là ngon. Ồ, wow. Ngoài ra, còn một đống đồ ngọt ở bên trong nữa này. Đủ cho tất cả đời luôn. Tớ cũng muốn. Ê, mất rồi. Chia sẻ với bạn bè đi. Tất nhiên rồi, tớ sẽ chia sẻ. Đưa tay đây xem nào. Tớ không tham lam đâu. Đủ kẹo cho tất cả mọi người.
Cảm ơn nhé, Peter.